chào các bạn, hôm nay mình lại gặp chú Giang Lùng. Chú Giang Lùng, chú. À, sáng cái nó đi không? Cái nó đi rất là thảnh thơi. Ê. Cút. Cút. Ồ. Chú cũng quay nó một lần ha. Nó thân hình nó rất là dài, rất là to nhưng mà chân nó hơi bị lùn. Đó, nhìn kỹ hôm nay là bé đực đó nha, bé trai nha. Này gọi là chú trai bác trai rồi, nhìn cái mặt kìa già chét luôn á. Thích lắm luôn á. Ở chắc nhà nó ở gần đây nè. Hôm nay mà gặp mấy thằng mà trộm chó khoái lắm. Mập mạp. Ở đây thấy nó yên bình không? Nó yên bình thảnh thơi á. Bé Vàng Lùng, bé Vàng Lùng. Là vô nhà rồi.